Bản kinh này dùng phát tâm Bồ Đề với hướng chuyên niệm làm tông. Tông là phương pháp tu học chủ yếu. Đây là điều chủ yếu thứ nhất của Tịnh Tông. Quý vị phải phát tâm Bồ Đề. Ngẫu Ích Đại Sư trong kinh Di Đà Yếu Dạy nói với chúng ta, Ngài nói rất hay. Ấn Quang Đại Sư vô cùng tán thán. Vì sao vậy? Cổ nhân chưa ai từng nói như vậy cả. Ngài nói với chúng ta, một người thật sự phát tâm Bồ Đề, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật A Di Đà, tâm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Không cần giảng thêm chí thành tâm, thâm tâm, tâm hồi hướng, phát nguyện gì nữa. Không cần nói những thứ này nữa, những thứ đó càng nói người ta càng mơ hồ. Người thật sự hiểu được kinh giáo nói với họ thì được, người không hiểu kinh giáo nói họ không hiểu, nghe không hiểu. Câu nói này Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay. Chúng ta không có ý niệm gì khác, ở thế giới này khổ quá, sống đủ rồi. Tôi hiện tại một lòng một dạ, chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc, chỉ muốn đến thân cận Phật A-di-đà. Ý niệm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Hay lắm. Sau khi phát tâm này rồi, thật làm, nhất hướng chuyên niệm. Tôi có một phương hướng, có một mục tiêu. Tôi chuyên niệm A-di-đà Phật. Từ sáng đến tối tôi chỉ làm một việc như vậy, ngoài việc này ra sự việc gì cũng không có. Đây gọi là chuyên niệm. Tôi còn phải quản việc này việc kia, vậy là sai rồi. Những sự việc đó ai quản? Hai người quản. Một là Bồ Tát quản, hai là phàm phu quản. Lúc Bồ Tát quản, trong tâm họ là A-di-đà Phật không gián đoạn, việc gì cũng quản. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, không có sự việc khác. Sự việc khác là gì? Đó là phục vụ cho mọi người, chăm sóc rất chu đáo. Phật hiệu của họ không có gián đoạn, đây là Bồ Tát. Phàm phu quản, họ thứ gì cũng quản, quản đến nội tâm loạn động lên, A-di-đà Phật quên mất, một câu cũng niệm không ra được. Đó là phàm phu quản, hai hạng người quản. Bản thân chúng ta phải biết. Cho nên thật sự công tác hộ pháp là bản thân họ tu thành công rồi, họ đến phục vụ cho đại chúng. Phục vụ cho đại chúng không trở ngại bản thân giảng sanh, tức là giảng sanh thật sự đã chắc chắn rồi, không bị trở ngại giảng sanh nữa. Đó là gì? Thật sự buông bỏ rồi. Đối với bản thân mà nói là thật sự buông bỏ rồi. Bản thân chưa buông bỏ, lúc này liền chướng ngại, liền sản sanh chướng ngại. Chắc chắn chướng ngại quý vị giảng sanh, chắc chắn chướng ngại quý vị niệm Phật. Vậy quý vị phát tâm đó sẽ không thực hiện được. Phát tâm phải dùng hành để thực hiện. Hành quan trọng nhất là buông bỏ. Sau đó mới là niệm Phật. Không buông bỏ mà niệm Phật, công phu niệm Phật này bị những sen tạp phá hoại mất. Cho nên buông bỏ trước rồi mới niệm Phật. Điều này rất quan trọng. Niệm Phật là trí tuệ, huệ tâm. Buông bỏ là giới định. Nếu chướng ngại tâm Bồ Đề tức không thể giảng sanh. Cho nên người có thiện căn, đây là giải thích cho chúng ta như thế nào gọi là thiện căn. Thiện của ba nghiệp thân khẩu ý, đây gọi là ba thiện căn. Thiện căn của thân, thiện căn của khẩu, thiện căn của ý. Ý là ý niệm. Kiên bất khả bạc,
chắc chắn không thể nhổ lên, cho nên gọi là căn. Ở đây tôi nhắc nhở mọi người, thiện căn cứu cánh viên mãn là gì? Chính là một câu A Di Đà Phật. Trong tâm có Phật A Di Đà, trong ý thiện căn kiên cố, miệng niệm A Di Đà Phật, trong miệng có thiện căn. Thân hành hạnh của Phật A Di Đà, quý vị không phải là thân khẩu ý đều đầy đủ thiện căn rồi sao? Hơn nữa, công đức của ba thiện căn vô lượng vô biên, không những tự độ mà còn có thể độ tất cả chúng sanh. Nhưng thiện căn này phải kiên cố. Kiên cố thế nào? Nhất định không bị cảnh giới bên ngoài làm cho nhiễu loạn, không thể bị ngoại duyên xoay chuyển. Đây gọi là thiện căn kiên cố. Trong tâm tôi chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra không để bất cứ thứ gì trong lòng nữa. Đây thật sự là kiên cố. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, còn thêm một vị Quán Thế Âm Bồ-Tát, có được hay không? Không thể nói không được, nhưng không bằng chỉ thuần một thứ. Tôi từng nhìn thấy phòng nhập thất của Ấn Quang Đại Sư. Tôi tham quan phòng nhập thất của Ngài. Trong phòng nhập thất của Ngài, Phật đường chỉ có một chiếc bàn vuông. So với cái bàn tôi ngồi đây, bàn của Ngài là bàn vuông, của tôi là bàn dài, không dài như thế này, hình vuông, chiếc bàn vuông nhỏ. Chỉ cúng một Đức Phật A-di-đà, không có tưởng Phật nào khác. Đây là chuyên, không có Quan Âm thị chỉ, chỉ có một Đức Phật A-di-đà. Trên núi Liên Nham Tu Châu, tôi nhìn thấy một cặp đèn chân, đèn nến, một bát nhang, một cái mỏ, một chiếc khánh nhỏ. Chỉ đơn giản như vậy. Trước tượng Đức Phật A-di-đà cúng một ly nữa, sau tượng Đức Phật A-di-đà, tổ sư viết một chữ lớn, chữ tử, dán sau tượng Phật, rất lớn, chữ đo lớn. Tôi đã thấy rồi, thật sự là chuyên nhất. Đó là chắc không thể nhổ lên. Quý vị ở đó nhìn thấy thiện căn của tổ sư Ấn Quang, không những thâm sâu mà còn vô lượng vô biên. Trong miệng từ sáng đến tối chỉ niệm A-di-đà Phật, mỗi ngày lễ bái Phật A-di-đà. Phòng nhập thất của Ngài, phòng đó rất nhỏ, không ra ngoài, lạy Phật là vận động. Thân lạy Phật, miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật. Đây là làm gương cho chúng ta. Nói nguyện này chúng ta biết, cũng có thể nói là điển phạm tốt nhất cho chương này Ngài đã làm ra cho chúng ta xem. Nếu không vào dòng thánh, ắt phải trầm luân sanh tử, muốn ra cũng không biết khi nào ra được. Câu nói này là cảm thán. Tiểu tiểu thánh quý vị không thể chứng đắc, quý vị chắc chắn ở trong lục đạo còn tiếp tục làm việc luân hồi. Lúc nào quý vị mới có thể xa lìa lục đạo? Khó nói lắm, rất khó, rất khó. Dưới đây mấy câu nói rất hay, nói rất rõ ràng,
người tham luyến thân này cho là có thân ta mà tham trước lo cho nó. Đây là hiện tượng của người bình thường. Tham kế thân là gì? Chấp trước thân này là ta. Đối với thân này khởi tâm tham luyến. Ngày ngày vì thân này mà nghĩ, làm như thế nào để bảo dưỡng thân thể? Làm như thế nào để thân thể này sống cho dễ chịu nhất, tự tại nhất? Chỉ nghĩ những thứ này để cho thân thể đi hưởng thụ. Đây chính là tạo nghiệp. Ngày ngày thích ăn thức ăn ngon, sát hại chúng sanh. Vì ai? Vì cái lưỡi. Chúng ta thường nói lưỡi chỉ có ba tấc, hương vị đến cổ họng đi xuống thì không biết gì nữa. Chỉ vì cái lưỡi nó tham muốn vị ngon, tạo biết bao nhiêu là tội nghiệp. Sau khi thật sự hiểu rõ rồi, liền hiểu được lợi bất cập hại. Muốn vừa lòng dục vọng về mắt của chúng ta, nếu đi xem những thứ sắc đẹp. Muốn vừa lòng với dục vọng về tai, phải đi nghe âm thanh hay, tự cho rằng nghe hay. Thân thể mỗi một bộ phận, quý vị phải đi làm hài lòng dục vọng của nó. Tạo nghiệp này nhiều lắm, tạo nghiệp nặng lắm rồi. Nghiệp tạo ra tương lai đều có báo ứng. Không phải tạo rồi thì không sao cả. Sau khi tạo rồi thì phiền phức nhiều, ghê gớm lắm. Quý vị phải ở trong lục đạo tam đồ chịu quả báo. Nếu như thật sự hiểu được, Đức Phật dạy chúng ta, phàm có hình tướng đều là hư vọng. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, tất cả đều là hư vọng, đều không phải là thật. Thật sự thông đạt hiểu rõ rồi, chúng ta liền buông bỏ được. Buông bỏ được đại tự tại. Buông bỏ khai mở trí tuệ chân thật, tự tánh trí tuệ bát nhã diễn tiền. Không những vấn đề của bản thân giải quyết được rồi, bản thân được đại tự tại, cũng có thể giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề.